Pin. Wow, các bạn ơi, nay bạn Pin có đi đâu ạ? Các bạn ơi, bạn Pin mới đi siêu thị về nha. Bạn Pin mua quá trời bánh luôn nè. Giờ bạn Pin lấy bánh đi cho các bạn ăn nha. Rồi từ từ té nha, từ từ té đó. Đóng cửa rồi hả? Rồi mình đi đường này nè, mình đi đường này nè. Đi, mình đi ra chợ đi. Đi ra chợ cho bạn đi. Bạn bán trái cây kìa. Đi con, đi. Ừ, từ từ nha, chừng té đó. Rồi đi thôi, đi. Hả? Nè nè, vô đây cho nè, cho cô tiền bánh nè, đi. Rồi đi, cho cô tiền bánh đi, cho một bịch thôi nha. Đi qua kia cho bạn đó nha. Các bạn ơi, bạn Pin có quá trời bánh luôn nè, đây thêm mấy bịch nữa nè. Rồi. Rồi giờ con cho ai hả? Đi cho ai? Rồi cho bạn đi, cho bạn bịch bánh đi. Ôi, cô không lấy luôn hả? À, lại cho bà Út bịch bánh đi con, lại cho bà Út bịch bánh đi. Cho bà Út bịch bánh kìa. Cảm ơn nha. Cảm ơn nha. Rồi con đi cho bánh đi con. Ai muốn thì cho mua hả? Rồi cho bạn bánh đi, cho bạn bánh đi. Rồi cho bạn bịch bánh nha, một bịch. Rồi cho anh nè, cho anh một bịch bánh nha. À, cho anh Kiệt bịch bánh luôn đi. Bây giờ sẽ bánh ra ăn nha. Wow, các bạn ơi, bánh quá trời luôn nè. Một bịch bánh Mocha màu vàng. Đây, một bánh Mocha màu cam nha. Gỡ dài ra nha, gỡ dài ra. Rồi Ú xé bánh ra đi Ú. Xé bánh ra con. Rồi bây giờ xé bánh ra ăn nha. Rồi bánh của Tú đâu? Rồi bên Pin đang ăn bánh ngon không con? Ngon không? Bánh ngon không con? Bánh ngon không? Ngon không? Đây các bạn ơi, đây quá trời luôn. Bạn Pin nè. Đây bạn Tú nè. Anh Kiệt. Đây bạn Ú. Rồi một giỏ kẹo nữa hả? Ăn kẹo ít ít thôi nha, trúng răng á. Ăn kẹo nhiều trúng răng á. Con sâu răng á hả? Đâu? Ba con bị sâu răng miếng rồi hả? Rồi. Rồi máy bay các bạn đi con, máy bay đi. Máy bay. Các bạn ơi, đây cục kẹo này giống hộp cà na ghê không? Wow. Rồi. Bây giờ bạn Ken sẽ ăn hết mấy cái màu này luôn. Wow. Chứ ăn một lần hết luôn. Hết vô luôn. Bùm 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 bùm. Rồi. Này bạn Ken nhả thấy ghê quá. Có đường á, xuống liếm đường á. Ôi xu nó ăn luôn rồi. Nó ra đi luôn rồi. Bắt nó lại. Wow, con gì nó kêu vậy? Con ốc è ở trên đó. Ốc è ở trên đó hả? Wow, con tắc kè trên cây nó kêu quá hả? Con kè ỏi. Con sợ con tắc è không? Có hả? Quá, Ken ơi. Cái gì vậy? Núp con gì vậy? Con đang núp con gì vậy? Quá, ngoài kia có con gì? Con khủng long kìa Ken ơi. Quá, lẹ lên kìa.
quá con khủng long. Ui quá, lại bắn nó lẹ lên. Ui nó có gì quá rồi, chết chưa, chết khủng long chưa? Rồi lấy kẹo, lấy kẹo. Rồi lụm khủng long bỏ vô đây, bỏ vỏ nè. Quá kẹo nữa kìa. Ui quá trời kẹo luôn. Quá con khủng long này có quá trời kẹo luôn nha. Đây kẹo gì vậy ta, kẹo này kẹo gì vậy? Đây các bạn ơi, wow, con khủng long này nè, kẹo có quá trời kẹo khủng long luôn. Wow, một cái kẹo nó bị rớt ở trong đống rồi. Wow, rồi lụm viên đạn bỏ vô, gắn đạn vô. Gắn đạn vô. Rồi, đi săn khủng long tiếp thôi. Đi săn tiếp thôi con ơi, còn nữa không? Wow, rồi con khủng long này nó bị con sú cắn chết luôn rồi. Thôi mình lụm kẹo vô thôi. Rồi lụm kẹo bỏ vô thôi. Khủng long này bị... con su nó cắn chết khủng long rồi hả? Con su này mất cười thiệt chứ. Rồi còn con khủng long đâu nữa không? Quá wow, và sau lưng con kìa. Quá wow, đây đây một con khủng long nè. Quá wow, bắn nó. Quá wow, bắn thị luôn rồi. Rồi chết nó luôn rồi, lại kéo vô. Quá wow. Rồi bắn lượm con khủng long này luôn hả? Thôi khoan, bây giờ mình đem khủng long mình nhốt vô chuồng đi. Đem khủng long nhốt vô chuồng đi, nhiều quá rồi, Rinh không nổi nữa rồi. Rồi bắt khủng long bỏ vô đây đi. Thôi con khủng long nó bị nhốt rồi. Rồi bây giờ mình bắt khủng long mình nhốt vô cái chuồng này đi. Được. Rồi nhốt vô chuồng luôn. Nhốt vô chuồng luôn. Rồi đi săn tiếp thôi. Và đi săn tiếp thôi nào. Còn đâu nữa không? Thôi à.
da hả? Đây, để mà cho các bạn xem cái khủng long này. Wow. Ê Su, ở lúc nào cũng có Su ở đây vậy con? Hả Su, sao kỳ vậy? Su muốn ăn đó hả? Dạ. Và bây giờ mình mở cục kẹo khủng long ra nha. Coi Su ăn được không mà sao nó bu lại giữa nó nghe mùi được á. Wow. Đây nè các bạn ơi, qua một đống kẹo khủng long luôn. Các bạn ơi, đây bạn Ken cũng quá tài kẹo luôn nha. Rồi mời chúng tôi. Đây nè các bạn, đây là cục kẹo anh. Đây đây cục kẹo có khủng long màu vàng. Rồi bây giờ mình mở thử mở cục kẹo này ra xem nha. Rồi bây giờ bạn Ken sẽ mở cục kẹo màu vàng cho chúng ta xem nha. Wow, một cục kẹo trứng đã dữ rồi ta. Wow, ui cứng không? Oh, đưa cho các bạn xem thử. Đây nè các bạn ơi, đây cái quà. Wow, rồi ăn chơi, ăn đi. Rồi bên trong nó có gì vậy? Quá, wow, đâu? Ui, ngon không? À, ngon quá các bạn ơi, thơm không? Mùi gì con? Mùi màu trắng. À, mùi màu trắng hả? À, nó có mùi xin gươm hả? Mùi trắng. Màu trắng là gì trong đó? Ken ăn ngon quá các bạn ơi. À. Rồi các bạn, đây là nó kẹo, nó có mùi giống kẹo xin gươm vậy đó. Đây. Đúng rồi, đây là kẹo khủng long xin gươm nè. Đó, bây giờ con ăn kẹo màu nào? À, bây giờ bạn Ken sẽ ăn cục kẹo màu trắng nha. Rồi, đây cho các bạn xem cục kẹo màu trắng có con hình con khủng long màu tím nè. Wow, đẹp quá. Rồi mở kẹo ra thôi. Đây các bạn ơi, một cục kẹo khủng long màu trắng. Wow. Ui. Và cho anh Su một cục đi. Cho anh Su ăn thử coi. Nè Su. À con Su nó không biết ăn xin gươm rồi. Và các bạn, đây là kẹo trứng khủng long xin gươm nha. Mình có rất là nhiều màu nè. Nghe mùi thơm á. Đây một cục kẹo màu vàng. À, một cục kẹo màu xanh lá cây. Đây, cục kẹo màu đỏ nha. Wow, có màu cam luôn. Màu trắng nữa. À, một cái màu xanh nước biển nữa nè. Wow, màu xanh nước biển của con khủng long. Màu hồng nữa. À, màu hồng nữa hả?